Mùa thu năm 1952, quân và dân ta mở chiến dịch giải phóng Tây Bắc. Ở Tây Bắc trước kia, trong ách thống trị của đế quốc và bọn phong kiến chúa đất, đời những con người chìm nổi như đời cô Mị, biết bao cay đắng, xót xa. Con ơi, mày không muốn làm người nữa. Mày định về lại tao, rồi mày đi chết à? Chết không được đâu. Con ơi, ăn lá độc ư? Mày chết rồi bố con nhà thống lý Ba Cha nó lại đến đòi nợ tao. Nó đã cướp được mày rồi. Mày nghĩ lại xem. Con ơi, chết không được đâu. Nên cẩn thận. Tôi biết Việt Minh nó thường hay qua chỗ này. Vâng, vâng. Dạ, chào quan lớn ạ. Thưa quan tư, con trai tôi vừa mới đi bắt phu về đấy. Tôi đã cho chúng nó tất cả vào đồn rồi. Khỏe nhé. Tốt lắm.
Thôi, mày về nhà trước đi. Vâng. Mia, chồng mày đi chơi gái kia kìa. Chị là người về nhà nó trước tôi thì chị lo. Đừng nói khổ tôi nữa. Này Mị, về lấy rượu uống đi. Trên bếp có rượu đấy. Ngày Tết mà mày không dám uống rượu, mày sợ chồng mày đánh nhá. À, sư, con vợ già hổ cắn chưa chết của mày đi dình mày chơi gái kia kìa. Nó đấy. Đâu nào? Đâu? Nó đâu? Ah!
À, mày còn muốn đi chơi dài nữa. Mày là con chó của nhà tao nuôi rồi. Tao sẽ trói đứng mày vào cái cột này này. Tao là A Sử đây. Mày là con hổ có mặt ở đây đủ người chơi rồi. Chơi đi, chúng mày cứ đi đi. Chỉ có một mình tao là được chơi với bọn con gái này thôi. À anh em ơi, chúng nó muốn đánh ta đấy. A Phủ ơi, A Phủ, A Phủ ơi. A Phủ à, gì thế A Sinh? Những đằng kia muốn đuổi chúng ta đi, để một mình nó được chơi với đám con gái thôi. Thằng này mày muốn chết à? Chính đây. Mày là người nhà quan à? Mày biết thế, sao mày không quỳ xuống lại tao? Tao tha tội cho. Mày chỉ bằng con dê lông thối, tao bằng con hổ trắng to nhất rừng. Mày phải quỳ xuống lại tao, tao tha tội cho. À, thằng này dám chửi quá nào. Mày lại tao, tao tha tội chết cho. Thôi, chúng mày không được đánh nhau nữa. Mày ở đâu? Sao mày dám đánh con qua thông ý? Nó đánh tôi đánh nó. Hai bên cũng như nhau thôi. Chính thằng này muốn giết hết những người đấy. Trả lại! Còn nó thằng kia cút ra đi! Chúng mày muốn chết à? Đi! Mị, ông thông lý bảo mày đi lấy thuốc mà bóp cho chồng mày. Mày đi đi, Mị ơi. Chúng mày đi gọi các ông quan làng lại đây có việc quá. Vâng. Quỳ ra kia. Quỳ xuống đây. Đánh chết nó đi.
rồi. Được, cứ đánh nữa đi. Cứ hút đi, đưa chịu kiện phải trả, đừng lo. Được, cứ đánh nữa đi. Tội nó đi. Thằng A
phủ kia, hôm nay các quan làng về sự kiện làm chứng cho mày. A phủ lên mà nhận tiền quan thống lý cho mày vay. A phủ lên mà nhận tiền quan thống lý cho mày vay. Đi để chốc nó lại cày cho dễ. Nào, các chị tránh sang một bên nào. Cho nó ăn. Đến trưa tôi quay lại cày nương nhé. Nhớ mà trở lại cho sớm, đừng ngủ quên khổ bắt ngựa đấy. Thank you.
Bây giờ mà chưa lại cày. Mày Mị, mày mong thằng A Phủ lắm à? Sao tao không thấy mày mong chồng mày bao giờ? Mày có muốn đi chơi rừng với A Phủ không? Chị muốn tôi chết à? Sao chị ác thế? Nếu thằng A Phủ phải hổ cắn chết rồi thì mày có thương không? Chắc mày thương lắm. Ngày trước tao còn trẻ, còn đẹp, chồng mày còn yêu tao, nhưng chả bao giờ tao yêu nó. Thật đấy, bụng tao cũng như bụng mày thôi. Tao thù nó. Có người mà nghe tiếng thì chết cả bây giờ. Chị Mỹ ơi, họ bắt mất ngựa rồi. Đã đi tìm chưa? Tôi nhờ chị chốc người trong họ đàn bò ngựa này về cho tôi. Tôi đi tìm bây giờ đây. Chị đừng nói ra là tôi chưa về. Đừng nói ra là tôi đánh mất ngựa cả nhá. Tôi nhờ chị. Tôi nhờ chị. Chết mất thôi. Chồng mày nó sẽ đi giết thằng A Phủ. Trời ơi, ở nhà này mấy chục năm nay tao thấy có quan đi giết người đánh mất ngựa như thế này là thường. Chị Mỹ đi đâu đấy? Thằng A Sử sắp đi giết A Phủ về tội mất ngựa đấy. A Phủ trốn đi. Cái gì thế A Phủ? Con ngựa hổ ăn dở con đấy mà. Hổ to lắm, dấu chân còn quanh gần đấy thôi. Thế thì anh về mà xin súng đi bắn. Được một con hổ còn nhiều tiền bằng mấy con ngựa. Thế thì khỏi phải tội rồi. Được hổ thì không phải tội nữa. Không được, về thì... Cứ về. Không phải trốn nữa A Phủ ạ. Đừng trốn nữa. Thật tôi đem được hổ về thì ông thống lý không bắt tội tôi nữa. Có tiền chuộc tội rồi, không sợ tội nữa. Về đi A Phủ. Đừng trốn nữa A Phủ ạ. Về đi.
Mày đem ngựa của tao đi cho Việt Minh đấy à? Không phải đâu mà. Hổ ăn đấy. Cho tôi về xin súng đi bắn nó nhá. Con hổ này to lắm mà. Nó còn nấp gần quanh đây thôi. Quần đàn cướp không được đi đâu hết. Đứng đây. Mày là nhiều tội lắm rồi. Lần này tao bắt mày trói đứng trong cột kia. Khi nào chúng nó lấy được hổ về, tao tha chết cho. Ra bảo A Sử đem lính đi lấy con hổ về đây cho tao. Vâng. Tại sao lại không cho tôi đi? Một con hổ còn bán được nhiều tiền hơn con ngựa tôi đánh mất. Phải cho tôi đi mà. Đi lấy cây côn vào đây. Chơi nó vào cột kia. Cái gì thế, ông thống lý? Thằng đầy tớ nó đánh mất ngựa. Ông phải cẩn thận. Nó muốn đem ngựa cho Việt Minh đó. Nó không bắn được hổ thì mày phải tội chết với A Phủ ạ. Quân đội Liên Hiệp Pháp lên đây để xây cho xong đồn Hồng Ngải trước mùa mưa. Việt Minh nó đã về rồi. Hay ông thống lý biết chứ? Ông già lầu cần phải nộp nhiều phú thêm. Ông không muốn cùng quân Tư xây đồn à? Mà bây giờ quân đội Việt Minh. Sinh này. Được rồi đấy. Ta xuống đi. Đi. Ghét quá. Hết cả lương ăn rồi mà cứ phải đi phù mãi thế này. Chết mất. Đi làm mãi thế này thì vợ con ở nhà đến đói mất thôi. Ờ. Thế thì bỏ trốn đi. Nó bắt đi, trốn sao được? Nó không bắt được đâu. Tất cả chúng ta đều một bụng trốn đi thì nó bắt làm sao được? Cứ bỏ về đi. Chúng mày đứng đây làm gì? Không chịu đi làm hả? Đói lắm, không có gì ăn. Chúng tôi không làm được. Sao lại đánh người ta thế? Linh! Bắt hai thằng này đem về nhà cho tao! Thế nào? Mày làm gì đấy? Sao không ở ngoài đồn? Tôi bắt được hai người. Nó bảo khu trốn đi.
nó không phải là người ở đây đâu. Chúng nó là Việt Minh đấy. Tôi đem chúng nó về đây đấy. Được, mày đi báo ngay đi. Nhớ đem chúng nó vào đây, tao đã có cách. Nhưng đừng để chúng nó sợ đấy. Vâng. Mày đừng sợ, cứ ở đây. Lại đằng bếp ngồi sửa cho ấm. Tao bảo lính dọn nhà cho mà nghỉ. Nếu muốn về thì cho về thôi. Người phải tội đấy. À, nhưng mà trông này, chính người này tôi quen. Ấy, sao thế, A Phủ ơi? Sinh à? A Phủ à, làm sao mà anh phải tội thế? Chết như tôi thôi. Sinh này, nó cho thằng A Sử cưỡi ngựa ra báo đồn Tây rồi đấy. Biết rồi. Nó còn sợ các anh có bộ đội về cùng. Nó vờ không biết, giữ khéo canh này để đợi Tây vào đấy. A Phủ cứ bình tĩnh, đừng sợ. Ở bên thành xa bây giờ có bộ đội, có du kích rồi. Không còn Tây, không còn thống lý nữa đâu. Ở đâu kia? Ở bên thành xa ấy. Gần đây thôi mà. Phiền. Phiềng xa kia chết rồi. Mày đem hai người này xuống ở dưới nhà, cho chúng nó ăn cơm và ngủ đấy. Mai thì tha cho đi. Chị Mỹ, cho tôi xin hớp nước. Thank you.
đời người cứ thế này đến chết hay sao? Ta đứng lên hay ta đành ngồi đây? Chưa xa đâu, đi vào cửa chói cho thằng A Phủ, cho nó dẫn linh đồn đi đuổi tù. Thằng A Phủ, con Mỹ cũng trốn mất rồi. Con chết tai hổ cái này. Chuối nó vào cột, cho nó phải tội chết thay.
đàn kia, thằng ấy xuống bước kia, quay lên kéo tao lại. Đu đồng, đu đồng, em đây. Vào đi. Ôi, đuổi theo đây. Chưa tới Phiền Sa, phải tới Phiền Sa mới yên được mẹ. Ta đi thôi. Chưa xa đâu, đuổi nhanh lên. Chúng nó kìa. Nhanh lên Mỹ.
Phụ. Có phải A Phụ đi không? A Phụ à? Có phải A Phụ không? Đi đi, đi ngay đi A Phụ. Đánh đi đi A Phụ. Bên kia sông là thuyền xa rồi, có phải không? Phải đây, xuống thuyền đi. Thuyền xa. Đến được chỗ sung sướng thì tôi mất người rồi. Ồ, chúng ta phải đi tìm lấy người của ta về chứ. Có được không? Chúng ta làm du kích thì chín châu mười mường nào mà không đi được, sợ gì ai. Đến đây là may lắm. Mị đi không được, mị trốn không được. Đời người càng đau khổ, tưởng không bao giờ còn thoát ra được nữa. Mị, vào bắt chân cho tao. Mày có trông thấy thằng Già Lầu không? Nó bắn cho mở không được mắt còn thấy ai nữa. Nó trốn thật rồi à? Quan Tư đang đợi mày đấy. Lại vì kỳ nữa đấy. Quan Tư bảo Việt Minh sắp đánh vào đây, phải đi giết hết du kích, không cho nó ra gặp Việt Minh. Không được đâu. Sao? Lính của ta trốn mất nhiều rồi, không đánh được đâu. Cũng phải đi. Đi đâu bây giờ? Quan Tư bảo phải đi đánh Phiền Sa. Phiền Sa. Phiền Sa. A Phủ chết rồi, hay A Phủ còn sống?
Bây giờ mà chưa thấy người Hồng Hải sang, mình cũng thấy sốt ruột lắm. Bên ấy vừa bị Tây Cản xuống nước, nhưng chắc còn sang chậm hơn. Xin biết bụng tôi rồi đấy. Ý bằng tôi có 10 cha, 10 mẹ, cũng không cha mẹ nào mà tôi xin kiếm được như bây giờ. Nhưng tôi không lòng nào biết vui lấy một mình đâu. Tôi biết đồn Hồng Hải cho tôi về cứu vợ tôi ra. Đừng sợ tôi chết, các đồng chí cứ cho tôi về. Được, chúng mình thử bàn được cái ra châu xem. Của cải đã mất, bao nhiêu người đã hy sinh để giữ lấy đất này, giữ lòng tin đảng và chính phủ cho đến ngày giải phóng. Bây giờ các đồng chí phải về ngay, đâu đấy sẵn sàng nhiệm vụ chiến đấu. Một là chuẩn bị kho tàng lương thực để tiếp tế cho bộ đội, hai là đưa đường và phối hợp với bộ đội giết Tây, ba là hãy loan báo tin mừng cho nhân dân các dân tộc đều biết bộ đội ta đã tiến quân vào giải phóng Tây Bắc. A Phủ à, ta đi gặp cán bộ khi mày đánh đồn Hồng Hải đi. A Châu, tôi được về với bộ đội đánh đồn Hồng Hải phải không? Đi vào làng tập trung chờ nổ súng nhá. Đi ngay đi.
Thế nào? Thế nào A Sử? Tây chạy trốn cả rồi. Tây cũng chạy hết rồi. Ông Tổng Lý, cứ yên tâm. Sẵn sàng rồi. Lính của tôi đang chờ ngoài kia. Quan Tư bảo thế nào? Lại đánh nhau à? Không, chúng ta cùng đi sang Lào. Rồi ít lâu nữa chúng ta sẽ trở về, giết hết Việt Minh, chiếm lại cả sự thái này. Ông Tổng Lý nghe rõ chưa? Chúng tôi cùng đi. Ừ, đi ngay bây giờ. Quan Tư cho những người của tôi cùng đi với. Không được, phải bí mật. Nhưng họ đã nghe hết chuyện ta nói rồi. Nếu thế thì cho người này đi. Người này đi. Người này đi. Hiểu chưa? A Sử, Quan Tư cho mày đi Lào à? Quan Tư muốn mày à? Không được. Không được. Mày, mày là con ma của nhà tao nuôi rồi. Mày biết chưa? Mày là con ma của nhà tao rồi. Con ma của nhà tao thì chỉ được chết ở nhà tao thôi. Chỉ được chết ở nhà tao thôi. Tránh Tổng Lý, sao thế hả? Ông không muốn sang Lào à? Mày định giết vợ tao lần nữa à?